Hi, hi. Chào mừng tất cả các em đến với bài học ngày hôm nay, bài 10 của chương trình tiếng Anh lớp 4 với sách Family and Friends Special Edition Grade 4. Hello children, we are going to learn about Unit 10 in the Park Lesson 1 Words. Sau khi học xong bài học này, các em nhớ rằng chúng ta phải đạt được hai mục tiêu quan trọng sau đây. Thứ nhất, các em phải xác định được các vật khác nhau có trong công viên. To identify different things in a park. Thứ hai, các em phải hiểu được câu chuyện ngắn có trong bài. To understand a short story. Trước khi vào bài học, các em cùng thầy điểm qua 4 biểu tượng để các em có thể hình dung và dễ hiểu với các yêu cầu có trong bài nhé. I have 4 icons. Biểu tượng số 1, nghe, listen. Biểu tượng số 2, chỉ tay, point. Biểu tượng số 3, lặp lại, repeat. Biểu tượng số 4, đọc, read. Nào, chúng ta cùng học với thầy nào. Đầu tiên, các em cùng tìm hiểu phần từ vựng, learning vocabulary. Trong phần này, các em thấy biểu tượng nghe và chỉ tay, đúng không? Bây giờ các em cùng lắng nghe và chỉ tay nhé. Listen and point. Listening 89. Listen and point. Path. Grass. Flowers. Garbage can. Trees. Fountain. Litter. Flowers. Garbage can. Grass. Litter. Fountain. Trees. Path. You are very good. Lần này các em thấy biểu tượng nghe và lặp lại đúng không? Bây giờ các em cùng lắng nghe và lặp lại. Listen and repeat. Listen and repeat. Path. Grass. Flowers. Garbage can. Trees. Fountain. Litter. Well done. Hay có một thử thách nhỏ cho các em đây. Các em sẽ phải lắng nghe và lặp lại. Tuy nhiên, lần này các em sẽ phải lặp lại mà không hiển thị phần chú thích từ vựng. Listen and repeat, but you cannot see the words on your devices. Here we go! Listen and repeat. Path. Grass. Flowers. Garbage can. Trees. Fountain. Litter. Good job. Các em học phần từ vựng rất tốt. Bây giờ thầy cùng với các em tìm hiểu câu chuyện ngắn có trong bài học. Now let's move on to the short story. Trước tiên, thầy có một bức tranh muốn hỏi các em. Trong bức tranh các em nhìn thấy có bao nhiêu nhân vật? How many characters are there? Oh, there are 4. Excellent. Excellent. Chúng mình cùng điểm qua các nhân vật nhé. Leo, Max, Amy, Holly. Trong đó, Leo, Amy là anh em ruột
Max và Holly cũng là anh em ruột. Tuy nhiên, Leo và Amy là anh chị họ của Max và Holly. Cũng trong phần này, chúng mình cũng có hai mẫu câu nhất định phải hiểu. Đó là you must, bạn, các bạn phải làm gì đó. For example, you must be quiet in the classroom. Và you mustn't, bạn, các bạn không phải, không được phép làm điều gì đó. For example, you mustn't ride a bike in the park. This is a beautiful park. Yes, it is. I love it here. Oh, look at the flowers. Holly, you mustn't pick the flowers. Oh, okay. Oh, look at the little trees. You mustn't walk on the grass here, Holly. You must walk on the path. Oh, okay. Holly, let's play with this ball. No, you mustn't play here. Well, let's go to the playground. We can play there. Catch the ball, Max. Oh, Max, you mustn't play in the fountain. Ha ha, very funny. Ha ha, very funny. Chúng ta vừa xem xong câu chuyện. Bên cạnh đó, các em cũng đã hiểu một phần mà câu chuyện muốn kể cho các em biết. Các em có muốn hiểu rõ thêm câu chuyện này không? Cùng tìm hiểu với thầy nào. You want to understand more about this story? Let you go with me. This is a beautiful park. Câu này nghĩa là gì các em? Công viên này đẹp đấy. Yes, it is. I love it here. Em thích nơi này quá. Oh, look at the flowers. Ôi, các anh chị hãy ngắm hoa đi. Holly, you mustn't pick the flowers. Holly, em không được phép hái hoa đâu nha. Oh, okay. Yeah. Next. Oh, look at the little trees. Ôi, cái cây bé xinh. You mustn't walk on the grass here, Holly. You must walk on the path. Holly, em không được dẫm lên cỏ. Em phải đi trên lối này. Oh, okay. Yeah. Number three. Holly, let's play with this ball. Holly, chúng ta chơi banh nha. No, you mustn't play here. Chị Amy, chị không được phép chơi banh ở đây. Well, let's go to the playground. We can play there. Catch the ball, Max. Oh, chúng mình ra khu vui chơi đi. Chúng ta có thể chơi ở đó mà. Chụp bóng này, Max. Next. Oh, Max, you mustn't play in the fountain. Oh, anh Max, anh không được phép chơi trong đài phun nước chứ. Ha ha, very funny. Ha ha, cái này là vui sao? Good, good, good job. High five. Yeah. Ta-ta-ta-ta, challenge. Cùng khám phá thử thách với thầy các em ơi. Thầy sẽ gạch chân những câu thoại có trong câu chuyện. Nhiệm vụ của các em là nhìn những câu thầy gạch chân và đọc to lên nhé. Cùng đóng vai một số nhân vật.
với thầy nào? Let's play. Here we go. Listening 90. Listen and read. This is a beautiful park. Oh, look at the flowers. Oh, okay. You mustn't walk on the grass here, Holly. You must walk on the path. Holly, let's play with this ball. Well, let's go to the playground. We can play there. Catch the ball, Max. Ha ha, very funny. Các em rất xuất sắc. Các em đã cùng thầy đi hết chặng đường bài học ngày hôm nay rồi. You are superstar. Đây là phần cuối cùng của bài học. This is the last one of the lesson. Phần này các em cùng nhau kiểm tra lại các phần đã học, xem các em đã nắm được bao nhiêu phần trăm bài học. 75%, 95% hay 100%? Thầy tin là các em sẽ hiểu hết 100% luôn đó. Now number one, what is it? It's a path, a fountain, or a flower? Or you are very well. It's a path. Number two, what are they? They are flowers, fountains, or trees? Hooray, hooray! Oh, they are trees. Number three, you mustn't walk on blah 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 in the park. Các em không được phép dẫm lên cái gì trong công viên nào? A, the leader. B, the grass. C, the path. Of course, correct answer is B, the grass. You mustn't walk on the grass in the park. Number four, you mustn't pick up blah 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 in the park. The flowers, the fountain, the leader. Pick up chúng ta hiểu là hái. Wow, very smart. Các em không được phép hái hoa trong công viên. You mustn't pick up the flowers in the park. And the last one, you must put the leader into the flowers. Garbage can, leader. Đúng rồi, chúng ta phải bỏ rác vào thùng rác. You must put the leader into the garbage can. Các em nhớ nhé, phải tuân thủ các quy tắc có trong công viên. Trong đó, chúng mình không được dẫm lên cỏ, hái hoa. Và hơn hết là các em phải biết bỏ rác trong thùng rác nữa nhé. Ok, ok. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em. See you next time.